Không mà thằng có râu thằng không có râu nữa. Anh nói xe bé rồi. Không có cửa đâu anh. Đó bây giờ dịch đang xe phủ tràn hết. Hãy đem về chết nhỏ như gà. Có gì hai này này không giống nhau nè. Thằng nghe nó cao hơn. Hai ba hay quá. 4-2 bốn đều. Năm đều. Cân bằng từ 6-9 lên 9 đều. Và bây giờ là 9 đều. Quyền giao bóng, lợi thế giao bóng thuộc về Văn Công Thành. Để
đều có xét đấu thứ 6 hay không. 9 đều. Rất hay. 9, 10. Wow. Và phần thắng đã thuộc về Huỳnh Công Hậu. Một trận đấu rất là hay của hai tay vợt. Tỷ số trong cuộc là 4-1. Hậu đã thắng 4-1.